Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm mô hình WWE, gồm có mô hình WWE Rebella Elite 68 và mô hình WWE Nikki Bella Elite 71 Tag Team The Bella Twins. Trước tiên chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Rebella Elite 68. Mô hình WWE Pre-Bella Elite 68 gồm có mô hình Pre-Bella, một áo và một phụ kiện áo entrance cho các bạn. Áo mặt sau của họ thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Pre-Bella đây các bạn, kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Pre-Bella đây các bạn, và đây là tem WWE đây các bạn. Ngoài Pre-Bella thì dòng WWE Elite 68 chúng ta còn có các mô hình sau: Daniel Bryan, Braun Strowman, Undertaker, Roman Reigns và King Marble. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Nikki Bella Elite 71. Mô hình WWE Nikki Bella Elite 71 gồm có mô hình Nikki Bella, một nón và một áo cho các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Nikki Bella đây các bạn, kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Nikki Bella đây các bạn, và đây là tem WWE đây các bạn. Ngoài Nikki Bella thì dòng WWE Elite 71 chúng ta còn có các mô hình sau: John Cena, Jeff Hardy, Drew McIntyre, Adam Cole và Big Show.
Như vậy là mình đã giới thiệu xong về hai sản phẩm mô hình WWE, gồm có mô hình WWE Pre-Bella Elite 68 và mô hình WWE Nikki Bella Elite 71 Tag Team The Bella Twins. Mình xin kết thúc video tại đây, hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.